Chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video TV về cái dự án Fiancia này. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cái giấy trắng white paper của cái dự án này. Thì cái dự án này là chủ đầu tư và thương nhân trên cùng một trang thông qua sao chép giao dịch. Thì cái nền tảng sao chép giao dịch tài sản kỹ thuật số và các trên kênh kênh TV. Đây là cái nội dung content chính của cái dự án này. Thì đây là một cái dự án mà có những cái là cái kênh truyền hình TV, các bạn có thể xem những tin tức về giao dịch về đồng tiền kỹ thuật số ở trên các kênh truyền thông truyền hình trực tuyến này. Thì họ đưa ra những cái giải pháp vấn đề kênh TV tin tức tiền kỹ thuật số, nền tảng sao chép giao dịch, đầu tư mạng xã hội, nền tảng sáng tạo và thân thiện. Thì cái Fiancia này có tầm nhìn giới thiệu một cái nền tảng sao chép giao dịch toàn cầu chân thực và đáng tin cậy, thúc đẩy các hoạt động tài chính và chiến thắng sự tin tưởng của các đối tượng khổng lồ cũng như thương nhân cá nhân, thì họ có thể cảm thấy được một cảm giác thoải mái. Fiancia này đang giới thiệu hệ thống sao chép giao dịch, trong đó cái bao gồm các tính năng của diễn đàn và các chiến lược phát triển mạng xã hội. Ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền kỹ thuật số có thể được đánh giá từ thực tế rằng trong tương lai gần, vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số sẽ đạt con số khổng lồ 1.000 tỷ đô. Mà theo quan điểm của bước đột phá mới nổi như vậy thì nó không thể tránh khỏi cái thế giới để giới thiệu một cái kênh truyền hình có thể phổ biến và hỗ trợ thương nhân trên khắp thế giới về tin tức mới nhất và các dữ liệu liên quan đến thị trường quốc tế trên hai cơ sở 24/7 này. Tầm nhìn của chúng tôi sẽ nhắm tới mục tiêu tăng trưởng liên tục, tiến bộ kinh ngạc, tổ chức nhắm đến cái mục tiêu ổn định và minh bạch, toàn vẹn và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp vì lợi ích tập thể tại hệ thống lớn. Đây là cái giải pháp vấn đề của dự án về các tính cái giá trị core value mà cái dự án này mang lại. Thì phân tích so sánh môi trường tài chính và tiền kỹ thuật số ở đây, thì bây giờ khách hàng có thể để chuyển tiền ở đây và có ở đó các chi phí không đáng kể trong vòng vài giây và vài phút, hoặc vài phút do blockchain chuyển tiền và ngược lại blockchain, như cái cơ chế dựa trên chuyển tiền thực sự đang cung cấp lợi ích với mức khổng lồ để tổ chức kinh doanh ẩn danh và công khai tham gia trong cái môi trường tài chính này. Các nhà đầu tư hiện tại là ở hai đầu cảm thấy thoải mái mà cái quỹ của họ có thể dễ dàng quản lý, kiểm soát và chuyển giao một cách đảm bảo tại các điểm đến đề cập. Và tại sao là blockchain? Thì các blockchain đang sử dụng cái cao về quản lý giao dịch dựa trên cơ sở dữ liệu số kế toán kỹ thuật số, nên là cái mạng lưới có thể chia sẻ bất kể tất cả những người tham gia trong cái mạng lưới phân phối cũng như cái thành lập và quản lý máy tính này. Thì nó được sử dụng để quản lý tất cả các giao dịch và lưu trữ các bản ghi trong mạng, nhất thiết nó được thiết kế để loại trừ sự cần thiết của bên thứ ba đáng tin cậy. Blockchain đang nỗ lực để giải quyết được đầu tư để thực hiện chuyển tiền mà không có cái một cái thực thể đáng tin cậy thì mọi người có thể nói chuyện với nhau và thứ hai làm điều đó nhanh hơn, hoặc có thể ngay lập tức chuyển giao, và bên thứ ba làm điều đó rẻ hơn cái lệ phí của bên thứ ba thu thập. Thì blockchain này sử dụng cái phân phối cơ sở dữ liệu thực hiện trong nhiều địa điểm, các thông tin được tổ chức và các cơ sở dữ liệu liên tục quy định. Thì đây là cái nền tảng sao chép giao dịch của cái dự án này. Cái nhu cầu hệ thống sao chép giao dịch với hệ thống như vậy sẽ đảm bảo cách tiếp cận người dùng thân thiện cho các thương nhân và các khách hàng để gây hàng lây lan thấp để họ có thể đạt được cái mục đích và mục tiêu của mình một cách thoải mái. Theo các thương nhân, hệ thống như vậy thì có thể quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo hệ thống thương mại thuật toán để bất cứ lúc nào họ trên thế giới. Họ có thể quản lý thương mại crypto do thiết bị di động trong cái tầm tay thay vì cái dựa vào cái trung tâm trung gian một cách truyền thống. Thì cái dự án này sẽ đảm bảo quyền kiểm soát và âm thanh trên hệ thống giao dịch, như vậy có thể đảm bảo lợi ích của một con tâm khác kể từ hàng nghìn tỷ giao dịch đô la sẽ được thực hiện theo cái hệ thống như vậy. Và theo quan điểm này thì nó không thể tránh khỏi những quản lý của cái kia cho rằng có tồn tại một cái được kiểm soát đầy đủ các cơ chế, nên cũng đây là cái diễn đàn cũng sẽ được đảm bảo sự hiện diện của các nhóm gọi vốn giúp đỡ lẫn nhau trong cái lợi ích cũng như kinh nghiệm và kiến thức của nhau. Hệ thống sẽ cung cấp và xử lý thu hồi các giao dịch và quỹ quản lý và duy trì bởi các công ty cho thương nhân trong vòng vài phút để đáp ứng nhu cầu trong nước và thương mại của họ cho phù hợp.
Đây là cái sự quan trọng của hệ thống sao chép giao dịch Fiducia, vì nó là cái nền tảng toàn cầu và cho các thương nhân và các nhà đầu tư, do đó các công ty sẽ có cái thể cung cấp một cái cơ hội cho họ để đạt được cái lợi ích tối đa từ việc lựa chọn tiền tiền số có sẵn có một cách toàn diện. Triển vọng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp thì ở đây các bạn có thể xem, thì cái hệ thống này sẽ cung cấp cơ hội cho các thương nhân để tương tác với các cộng đồng lớn của các nhà đầu tư và cung cấp tiền truy cập vào con đường mới về cái sự tiến bộ và thịnh vượng, thậm chí mở ra cái cánh cửa cơ hội cho những nhà đầu tư cảm thấy ngần ngại trong việc thực hiện các sáng kiến kinh doanh này. Thì cái diễn đàn do Fiancia sẽ đảm bảo sự công nhận trên toàn thế giới cho các nhà đầu tư thương nhân cùng đang diễn ra hoạt động tại 180 quốc gia, và nó đang hiện diện cho cái môi trường ngành công nghiệp có tiềm năng đang được dự kiến ở mức 10.000 tỷ đô Mỹ trong tương lai gần tới đây. Và cái triển vọng của đối với nhà đầu tư thì các nhà đầu tư có thể sự hiện diện của cá nhân cũng như có thể tương tác trong cái một phần của cái nền tảng đầu tư mạng xã hội này và cung cấp các những cái sản phẩm Malan. Chú ý rằng nhà đầu tư đang hiện diện trong cái nguồn cung đáng tin cậy và diễn đàn này. Thì cái diễn đàn này cho phép các nhà đầu tư đối với thương mại và thương nhân cryptocurrency thì ngoài thực tế tên miền của họ với cái mục đích và mục tiêu có thể hoàn toàn khác với cái những người có thể thương nhân. Thì ngoài cái khía cạnh truy cập dễ dàng truy cập vào bất kỳ nhà kinh doanh cũng có thể cung cấp một cái cơ hội để các nhà đầu tư những kinh nghiệm vào hết những cái thương nhân này có tay nghề và thẩm quyền trong cái mục tiêu và trở thành những con phơ hiệu quả. Và cái này có sở thích toàn cầu dựa vào cái cơ sở quan điểm mở rộng thị trường của mình trên khắp nơi trên thế giới. Với cái nguồn doanh thu kinh doanh của Vina cũng bỏ túi lợi ích từ cái hoạt động kinh doanh như vậy, thì tính tỷ lệ phần trăm hoa hồng nhất định phù hợp với vai trò trung gian của các nhà đầu tư tiềm năng và thương nhân này. Thì đây là cái thời đại của mạng lưới kinh doanh xã hội và cơ chế giao dịch. Với cái thời đại đa cơ sở vật chất thì tin tức và thông tin quy định trên các kênh truyền hình cũng sẽ mang lại cái mối liên hệ với các chức năng kinh doanh doanh nghiệp, do đó cái toàn bộ chức năng kinh doanh có thể trình bày các một bức tranh đơn vị với cái thế giới ngoài với mức đáng kể. Cùng với nền tảng thân thiện dễ sử dụng thì thương nhân cũng sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái nhờ cách tiếp cận của cái CNCN này, và các nhà đầu tư có thể các bên liên quan có thể nổi bật nhất trong cái môi trường như vậy có thể bỏ túi cái lợi ích hấp dẫn và cái sự hiện diện của hệ thống kiểm soát và tổ chức tốt nhất của hệ thống giao dịch crypto. Thông tin định kỳ và lên cái màu chuyển tiếp của các nhà đầu tư và thương nhân cũng sẽ cho phép họ đảm bảo cái sự kết hợp lâu dài của công ty. Thì đây là ngân hàng kỹ thuật số, kênh truyền thông Fiducia với mục tiêu và giá trị cốt lõi tạo ra những cái thương hiệu đặc trưng, sử dụng biện pháp quản lý tốt nhất để tối đa hóa cái giá trị liên quan những cái cốt lõi về cái kênh truyền hình xuất sắc, trách nhiệm, tính bền vững, tính trực đa dạng, sự nhìn nhận đáp ứng, tính xác thực, và đây là cái tầm nhìn để họ trở thành cái kênh truyền hình hiệu quả, tin cậy, xác thực và chính xác nhất thế giới. Với sự bùng nổ của tiếng kiểm số thì họ đã áp dụng những cái so sánh những cái Bitcoin với cái mặt hàng khác của Mỹ, và cần cái một cái kênh thông tin TV dành riêng cho tiếng kiểm số để bổ trợ cho những cái tin tức truyền thông thường xuyên dành cho người Mỹ. Thì ở đây cái biểu đồ trên đã cho thấy rằng cái tỷ lệ hợp lý của người Mỹ người lớn điều chỉnh trong các kênh thông tin và tỷ lệ điều chỉnh các kênh tin tức này cách cao hơn. Thì cái mục đích của cái kênh truyền hình này thì để giữ khán giả cập nhật với diễn biến gần đây trong cái thế giới cryptocurrency. Cái thế giới này thì không chỉ giới hạn ở những cái giá tiền và mặt khác khác nhau, thì nó có thể gồm tất cả những cái cạnh của cryptocurrency, ví dụ như xuất hiện của tiền tệ mới, tương lai của tiền tệ khác nhau, công nghệ đằng sau sự phát triển khai thác mỏ, ưu và nhược điểm của cái công nghệ này, lỗ hổng và mối quan tâm an ninh, dịch vụ cần thiết và cơ sở hạ tầng tổng thể. Đây là cái mục đích của kênh truyền hình với các cơ sở dữ liệu của người dùng và các xu hướng của việc sử dụng truyền hình ở dưới đây, mô hình kinh doanh của các kênh truyền hình với các cơ sở hạ tầng, đối tác, nguồn doanh thu, dịch vụ, cơ sở khách hàng, tài chính, ngân sách như nào. Thì đây là phân phân bổ ngân sách của cái dự án dành cho phát triển và phát triển kinh doanh và tiếp thị tăng cường kinh doanh, kế hoạch của Applanet. Thì những cái cuộc thi gắn kết toàn cầu của các đơn vị gắn liền với Fiducia. Chi tiết ICO ở đây thì hiện tại đang
trong cái thời kỳ 15 tháng 5, hiện tại đang giảm giá 10% và mỗi nhất 0,1 Ether. Và cái đóng góp tối thiểu là 0,1 Ether này thì với tổng mức PNC này đang có là 60 triệu FIN phát hành và cái hash cap là 30 triệu Ethereum. Phân bổ nguồn lực thì trước mở bán trước sale là 6 triệu, trong bán chính là 45 triệu, bonus là 2,4 triệu và dành cho founder các đội ngũ cố vấn là 6 triệu, 6,6 triệu. Đây là cái giá trị tăng trưởng của cái Final Token này. Thì cái giá trị token sẽ phát triển dựa trên những cái sự kiện, việc mua lại số lượng lớn những người tham gia trên nền tảng của chúng tôi. Giá trị của cái thẻ này sẽ tăng trưởng, tăng phát triển bằng cách thu phí hoa hồng nền tảng hoặc đăng ký kênh truyền hình, nội dung thanh toán quảng cáo hoặc các nhà tài trợ sẽ giúp giá Phineas này sẽ tăng. Các bạn có thể xem niêm yết trên trên sàn của cái Binance hoặc là Bincheck hoặc là XBTS hoặc là Scan này, với cái phân bổ quỹ dành cho những cái nghiên cứu phát triển 45%, pháp lý 7%, tiếp thị 25%, vận hành 20%, bảo vệ 3%. Thì cái lợi ích của người sở hữu cái tiền token này thì đây là các gói dành cho người sở hữu tăng cường lợi nhuận sinh lợi tối đa. Đây là roadmap lộ trình của một dự án, bắt đầu thành lập ý tưởng từ quý 2017. Thì cái roadmap này đã có ở trên trang web, các bạn thì tìm hiểu thêm về những đội ngũ leadership, team building, tư vấn, đội ngũ tư vấn của cái dự án này thì ông CEO là ba mà mốt, và những thành viên tiếp theo các bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web. Rất nhiều người giám đốc dự án, giám đốc tiếp thị với đội ngũ cố vấn Simon Choi pháp lý. Thì cái dự án Phi là một lần tổ chức đăng ký tại Anh, có ý định ăn cắp chữ hành một cái cuộc độc đáo thế giới crypto trên lĩnh vực được bảo hiểm và cố gắng thực hiện đầu tư tiềm năng và nông nhân do sự hiện diện của kênh quy định truyền hình công nghệ blockchain phi tập trung, hệ thống giao dịch và bảo đảm nội dung điều khiển nó sẽ được đảm bảo cái vị trí âm thanh trong cái môi trường như vậy, phát triển sân khấu ngoài thực tế và sự nổi tiếng của nó đã tăng lên cái đa trong vài năm qua. Để đạt được cái hành thành công và cái kế hoạch kinh doanh công nhân công nhận và các chiến lược khác gây bất lợi cho cái việc liên quan tiềm năng này thì đây là cái thời gian tốt nhất để doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư mang tính cách mạng để tận dụng cái đầy đủ các tiềm năng của cái tiền xe này. Đó. Và đây là những cái pháp lý và miễn trừ trách nhiệm rủi ro của cái dự án này. Các bạn có thể xem những cái câu xác nhận và đồng ý thông báo ở dưới đây. Và dưới đây là những cái bài báo cáo phát triển của dự án. Trên đây là cái video của mình review về cái dự án Fiancia này. Trong web chính của cái dự án là fiancia.io, các bạn có thể lên đó tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của dự án. Và đây là bài tổng hợp phân tích review về cái dự án sẽ white paper sách trắng của dự án Fiancia này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.